Đây là những cái sợi cước. Đối với cái lắp thì chúng ta sẽ cài đặt thời gian lên là 60 giây cho đầu máy. Dùng máy đánh vảy cá Takio DK500, cá rất là sạch vảy. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.